Mạng mà đơ mà lag mà giật thì phải làm sao anh em? Đấy, với cái thiết bị này anh em sẽ giải quyết hoàn toàn thì tình trạng đơ lag giật của mạng nhá. Đây là bộ phát wifi chuyên dụng của Mỹ USA đấy, chuyên lắp cho khách sạn và ngân hàng. Đợt này về rất nhiều sản phẩm này luôn, phục vụ cho anh em. Anh em nào mà có nhu cầu lắp để giải quyết đơ lag mạng, hoặc là cái khu xóm trọ ấy, phòng trọ ấy, hoặc là các cái khu quán cà phê trà sữa mà trang bị bộ này thì thôi, trên quả tuyệt vời luôn, sóng cực kỳ khỏe. Trang bị là 6 dâu wifi bên trong nhá, hỗ trợ mesh và roaming. Anh em nào có điều kiện lắp 2-3 bộ ở 2-3 tầng thì thôi, sóng bạt ngàn luôn. Tối đa được 100 user nhá, 200 user truy cập một lúc. Đây là theo lý thuyết, còn thực tế mình chạy tầm khoảng 120 là ok, chạy thế rất khỏe. Trong tầm giá này tầm khoảng 700 quay đầu lại thì đây bộ này đang ở mức tốt nhất bây giờ ấy. Đây cho anh em xem giao diện điều phần mềm điều khiển nhé. Đấy, báo luôn này, báo máy truy cập này, báo mạng này. Tạo được 16 cái tên wifi nhé, dùng con thẻ ga luôn,